nhé. Số A, số B, số C nhập từ prompt vào thì chúng ta sẽ tiến hành chạy nó. Đây, cạnh A 10 15 17. Tôi bật F12 lên. Chúng ta thấy là nó ra là cạnh 10, cạnh 15 và cạnh 17 đúng không? Tức là ra số rồi. Nhưng mà bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ phải là cộng. À đâu, chúng ta phải kiểm tra nó có là tam giác hay không đúng không? Đây. Chúng ta tiến hành làm gì nhỉ? Đọc cho tôi xem nào. Nếu gì? Số A cộng số B sao? Lớn hơn số C. Gì nữa? Và số A cộng số C sao? Lớn hơn số B. Gì nữa? Và số B cộng số C sao? Lớn hơn số A. Thì alert nó. Đây là tam giác. Như này à? Còn else tức là không thỏa mãn bất kỳ một trong những điều kiện trên thì alert ra là không là tam giác đúng không? Này đúng chưa? Thật không? Rồi, xem nha. Chúng ta reload lại. 1, 2, 3 có phải tam giác không? 1, 2, 3 mà là tam giác. 1, 2, 3 không phải là tam giác đúng không nhá. Tiếp theo 3, 4, 5 có phải tam giác không? 3, à nhầm 2. 2, 3, 4 có không nhỉ? Có, 3, 4. Thế tại sao lại không phải là tam giác? Đúng không? Thế vậy thì vấn đề của chúng ta phải lốc nó ra. Xem vì sao nó lại rơi một cái trường hợp không phải là tam giác. Đúng chưa? Thế chúng ta phải xem. Tôi tiến hành là console lốc số, tôi copy cái số A cộng số B này. Copy số A cộng số B, tôi paste vào đây. Tôi duplicate lên số A cộng số C. Duplicate cái nữa, số B cộng số C. Và tôi cũng lốc ra cả số A, số B và số C. Tức là chúng ta hiển lốc hết ra, hiển thị hết các cái giá trị mà chúng ta đang tính toán nó ra xem nó có hợp lý hay không. Bây giờ xong rồi chúng ta mới tìm tiếp. Thì đây chúng ta sẽ có kết quả như sau. Reload 2, 3, 4. Chúng ta thấy gì? A, B, C vẫn đúng, đúng không? A, B thì ra gì? 23. A, C thì 24. B, C thì ra 34. Vấn đề này là gì? Nó là cộng chuỗi. Thế phải mở mồm ra mà hỏi. Hoặc là phải đi tìm vì sao, làm cách nào để mình ép được cái kiểu này nó về số. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ phải có một cái bước nữa. Cái bước ở dưới này này, tất nhiên cái này các bạn chưa học nhưng tôi không thấy các bạn nào hỏi cả. Tôi biết cái lỗi này nhưng mà tôi không thấy bất kỳ ai hỏi, cho nên tôi cố tình đến lớp tôi hỏi. Thì chúng ta sẽ phải làm như này. Đó là cái số A ấy. Số A chúng ta sẽ bằng một cái hàm là hàm number. Chúng ta dùng cái hàm này. Hàm này nó giúp chúng ta ép kiểu số về chữ về số. Thì chúng ta viết số A vào đây. Được chưa? Chúng ta ép, chúng ta nhét cái số A vào đây. Tương tự với số B và số C. B và C. Rồi bây giờ chúng ta mới tiếp tục kiểm tra xem nó có thỏa mãn hay không bằng cách là tôi bê cái cục này lên. Tôi bê cái cục này tôi vứt lên trên này. Đúng không? Thì sau khi tôi ép, đây là chúng ta tiến hành là ép chuỗi về số. Được chưa? Thì đến lúc này cái biến A của chúng ta đã được gán lại một cái giá trị mới. Giá trị này bằng ép kiểu cái kết quả của ép kiểu chuỗi về số của chính nó. Bây giờ chúng ta mới kiểm tra xem lốc nó ra cái gì. Được chưa? Cứ xem đã, tí nữa tôi để cái thời gian cho các bạn làm. Nào, lại. 1, 2, 3. Chúng ta thấy gì?
1, 2, 3 đúng nhá. Đúng nhá. 1 cộng 2 bằng 3. 1 cộng 3 bằng 4. Và 2 cộng 3 bằng 5. Nó là số chưa? Rồi. Thế bây giờ chúng ta đã tính được, sau khi ghép xong, chúng ta đã tính được nó là tam giác hay không rồi, đúng không? Đúng nhá. Bởi vì cộng nó chắc chắn đến bây giờ nó sẽ đúng. Đây là 2, 3 và 4. Tam giác chưa? Đúng nhá. Các bạn thiếu một cái bước là bước ép chuỗi này. Ép chuỗi về số các bạn chưa có. Đấy, làm đi. Chép vào. Ép chuỗi về số. Được chưa? Các bạn nào bị lỗi thì báo luôn nha. Đừng sợ. Gọi luôn. Con biết đường mà sửa cho. Đây nó chỉ là A lớp cho kết quả đúng không? Hiện tại nó là tam giác thôi.
chế đi. Em ba lớp có chân mê được không ạ? Rồi, nghe nha. Rồi nào. Hôm trước vừa nói cái này xong, mở này, bắt đầu này, đúng nhờ, mở ở đây, nhưng mà cái dấu đóng kết thúc của nó phải thẳng hàng nhau thì sau này mình mới phân biệt được nhá. Xong chưa, có bạn nào mình sai không? Tiếp, sau khi là tam giác rồi, đúng nhờ, bây giờ chúng ta đã kiểm tra được nó là tam giác rồi thì nếu là tam giác thì chúng ta mới tính chu vi và diện tích. Còn nếu không phải là tam giác thì con tính chu vi diện tích làm gì không? Bởi vì con tính nó cũng sai mà. Tam giác không tồn tại đâu mà tính được, đúng chưa? Thế vậy thì bây giờ cái đoạn viết tính chu vi và tính diện tích tôi sẽ viết ở đâu? Ở chỗ này hay ở chỗ này? Chỗ này đúng không? Rồi, ok. Bắt đầu chúng ta tiếp theo là tính chu vi. Đúng chưa? Tính chu vi thì chu vi tính bằng cái gì? Và P. Không thì tôi để chu vi đi. Chu vi bằng cái gì? Số A cộng số B cộng số C. Này là xong gì? Liên thuyên. P, số P để tính diện tích với phải chia 2. Còn chu vi là tổng ba cạnh nó với nhau. Được chưa? Thì chúng ta có A lớt là gì? Chu vi tam giác bằng ở đây chúng ta có một dấu cộng với lại giá trị của chu vi, thế là xong. Đây nối chuỗi đây, đúng chưa? Có phải là chúng ta cộng chuỗi với số thì ra chuỗi đúng không? Đúng chưa? Thì cái phép tính này của chúng ta nhét thẳng vào trong cái nội dung của cái hàm alert này thì là nó cũng sẽ hiển thị đúng cái chuỗi là chu vi tam giác bằng cái giá trị của cái biến chu vi chúng ta vừa mới viết lúc nãy. Được chưa? Đấy là cái tính chu vi. Test lại xem có đúng không. Đúng chưa? Test chưa? Nào, chúng ta kiểm tra. Nhập quẹt ngang là 3, 4 và 5. Đây là tam giác rồi. Có tam giác thì chúng ta mới có cái chu vi đúng không? Chu vi bằng mấy? 3 cộng 4 cộng 5 bằng mười mấy? 12. Đúng chưa? Đúng chu vi tam giác bằng 12 không? Rồi, tiếp tục. Đã tính xong chu vi rồi chúng ta mới tính diện tích đúng không? Diện tích thì phải có cái biến là biến P. P bằng chu vi trên 2. Chu vi chia 2 như này đúng không? Sau đó tính diện tích và diện tích bằng cái gì? Bằng cái gì? Căn bậc 2 của cái gì? P nhân với lại P trừ A nhân với lại P trừ B nhân với lại P trừ C, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy cái công thức của nó sẽ như này. P nhân với P trừ A nhân với P trừ B nhân với P trừ C. Như này đúng không? Đúng chưa? Hệ thức hero. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là viết cái căn này. Căn hôm trước tôi chỉ nó là bằng cái gì nhỉ?
map.sqrt. Đây là cái căn này. Sau đó ở trong này chúng ta có P nhân với, đúng không? Nhân với cái gì thì đóng ở ngoặc vào, P trừ A nhân tiếp với P trừ B nhân tiếp với P trừ C. Cái này là xong. Và chúng ta alert tiếp là chu vi tam giác bằng chu, diện tích tam giác bằng gì? Diện tích. À ừ đúng rồi, xin lỗi. Cảm ơn bạn, tôi bị sai đấy. P trừ số A, P trừ số số A này, P trừ số B và P trừ số C. Diện tích tam giác bằng giá trị của cái biến diện tích. Được chưa? P có ai cần hỗ trợ gì không? Báo luôn. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ có kết quả như sau, ví dụ như 3, 4 và 5. Thì tam giác này, chu vi tam giác bằng 12 và diện tích tam giác bằng 6. Tôi tính một cái diện tích tam giác khác, ví dụ như kiểu là 5, 7, 7. Cái này có hình tam giác không? 5, 7, 7. Nó tam giác cân. Tam giác này, chu vi 19, diện tích bằng 16. Đúng chưa? 16 phải bao nhiêu rồi này? Tùng lum rồi này. Được chưa? Đấy là chúng ta xong cái bài toán là tính diện tích tam giác. Thì chúng ta thấy các bước này. Bước 1 đầu tiên là lấy dữ liệu. Lấy dữ liệu từ người dùng nhập vào. Được chưa? Sau đó chúng ta mới chuyển cái kết quả chúng ta lấy được từ cái đoạn lấy dữ liệu kia từ chuỗi thành gì? Số. Sau đó chúng ta kiểm tra xem nó có thỏa mãn cái điều kiện là phải là tam giác hay không đã. Đúng chưa? Nếu là tam giác thì chúng ta mới tính tiếp chu vi. Thì tiếp theo thì chu vi ở dưới này và diện tích ở dưới này. Được chưa? Thì cái bài toán này chúng ta thấy nó theo các cái bước từ bước 1 đúng không? Thì
Thì việc lập trình của các bạn sau này cũng thế. Thì ngay buổi đầu tôi muốn hướng dẫn các bạn cái đoạn như này, một cái thủ thuật như này. Để sau này các bạn luyện. Cái này bắt buộc phải làm quen, trừ khi đến khi nào mà cái kỹ năng của các bạn nó đến thượng thừa. Ví dụ đến tổng của tôi thì các bạn không phải biết nữa. Nhưng mà ví dụ người ta gọi cái khái niệm là gọi là zero code. Zero code tức là viết mã giả. Chúng ta cũng phải tư duy vào viết mã giả. Chúng ta quy định ra các cái bước. Bước 1 trong bài toán phải làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì. Thì chúng ta sẽ phải có những cái bước. Ví dụ trong cái bài toán này, bước 1 chúng ta là lấy thông tin, đúng chưa? Xong đến bước 2 là gì? Ép kiểu, đúng chưa? Bước 3 là kiểm tra, kiểm tra xem có phải tam giác hay không. Đúng chưa? Nếu mà 3.1 là tam giác thì chúng ta sẽ phải tính tiếp bước 3.2, 3.3. À quên nhầm. 3.1.1 thì là tính chu vi. 3.1.2 là hiển thị giá trị chu vi. 3.1.3 là tính diện tích. 3.1.4 là hiển thị đúng không? Sau đó là 3.2 là không phải tam giác. Đấy. Bài toán nào chúng ta cũng nói giải quyết như thế này. Nghĩ ra đầu tiên là phải, sau đó chúng ta kiểm tra là bước 1 lấy thông tin thì mình lấy bằng cái gì? Bằng from, sau đó tạo biến hướng. Sau đó đến ép kiểu chúng ta sử dụng cái gì? Đến bước 3 là kiểm tra. Nhắc đến kiểm tra thì mình sử dụng cái từ khóa gì hay là cái công đoạn gì, if else hay là như thế nào. Sau đó là nếu thỏa mãn, tức là if thỏa mãn rồi này thì nó sẽ viết code ở đây, đúng chưa? Tiếp theo là tính chu vi thì chúng ta có 3p bằng cái gì đấy, à 3 chu vi bằng cái gì đấy. Sau đó hiển thị giá lớp này. Sau đó đến tính diện tích thì đến diện tích chúng ta phải tính cái biến p. Thì tiếp theo đến tính diện tích cái s thì chúng ta để đến từ những cái đấy chúng ta có đủ thông tin hay không. Thì bao giờ cũng vậy, chúng ta những cái ngày đầu tiên tôi đi học là tôi phải biết những cái này. Một là biết cái này, hai là vẽ flow chart. Chứ sau có hiểu cái này không nhỉ? Quy định các bước ra, xong rồi mình nhìn vào những bước này à, xem là mình có làm đúng hay không. Biết được ngay, biết được mình làm đúng hay không. Nhát nó trước, sau đó chúng ta mới code. Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Đấy, các bạn cứ làm đúng được như này được rồi. Tiếp theo, ví dụ như trong trường hợp chúng ta không thích viết như thế này mà chúng ta thích vẽ hơn, thì chúng ta có thể có những cái hình vẽ bằng cách là chúng ta sử dụng cái khái niệm là flowchart. Nó cũng giống như thế này thôi, nhưng mà nó thể hiện được bằng ký tự. Thì ví dụ như chúng ta có thể vẽ cái flowchart của bài toán này ra bằng cách như sau. Thì là bắt đầu đầu tiên là nhập thông tin, sau đó đến ép kiểu, tiếp theo đến cái hình này. Các bạn thấy hình nó hình giống như kim cương đúng không? Đây là kiểm tra có phải tam giác hay không, được chưa? Nếu mà không thì nó sẽ đi đến cái phần là kết thúc. Nếu mà có thì chúng ta đến là tính chu vi. Tiếp theo tính p. Tiếp theo tính diện tích. Sau đến tiếp theo là hiển thị chu vi và kết thúc. Được chưa? Nó có thể vẽ ra nó dễ hơn, nó đẹp hơn cho cái khuôn vẽ. Nhưng mà như thế này người ta sẽ hình dung được là bắt đầu thì nó phải làm cái bước này, xong đến bước này, xong đến cái bước nó kiểm tra nếu mà sai không phải là tam giác thì kết thúc luôn, không còn xử lý cái gì nữa mà. Còn nếu mà có cái này kiểm tra đúng thì nó sẽ phải là tính chu vi, hiển thị chu vi, tính diện tích và tính p. Tính p, sau đó tính diện tích, sau đó hiển thị diện tích và sau đó kết thúc.
Được chưa? Đây là cái khái niệm là flow chart. Cái này nó là khái niệm rất là những khái niệm rất là quen thuộc của cái việc lập trình cơ bản. Thì các bạn bắt buộc phải dùng một trong hai thôi, chẳng hạn thì vẽ thì vẽ, nếu không thích vẽ thì viết. Không sao đâu. Các bạn viết một vẽ cũng được thôi, cái logic tính cái bài 2. Bài 2 là bài những gì nào? Quy trình được 2 rồi. Sau đó tí có lên vẽ hoặc viết được không? Cứ tự tin lên, sai thì sửa. Cái giai đoạn đầu này mình được phép sai, nhưng mà đến lúc đi làm mà không được phép sai nữa. Vẽ hay viết cũng được, tôi không quan tâm. Đến 2:12 chúng ta sẽ thử lên vẽ thử xem, hoặc là bạn nào xong sớm có thể lên thử vẽ. Sai cũng được, sai thì chúng ta sửa. Đấy là bài học cho mình thôi. Đủ hết. Vẽ thử đi xem nào. Vẽ giấy. Kiểm tra ấy hả? Kiểm tra thì nó là cái thử này. Ý là cái bài A nó tách ra khỏi bài 1. Nó là một bài riêng mà, liên quan gì đâu. Tức là luôn luôn cái hình này thì luôn luôn có là có hoặc là không, đúng hoặc sai. Tức là cái này cái đường có lợi ít đó. Đúng hoặc sai. Thank you.
Còn ai nữa không? Ai bị vấn đề gì nữa không? Giơ tay để hỗ trợ luôn. Rồi, bạn nào lên bảng theo tôi đi. Ai cũng được. Tự lên. Lớn rồi. Nào, có bạn nào vẽ ra cho tôi đây thì vẽ đi. Xem nào. Bút đây. Không tự giác lên là tôi gọi tên, mà gọi tên là phạt tiền đấy. Nên liệu hồn. Vẽ sai bây giờ, nếu mà tự giác lên vẽ sai thì chấp nhận được, không mất tiền. Còn nếu mà để tôi thò, tôi phải gọi lên là mất tiền đấy. Nào, cậu ngoài quyết tâm không lên à? Cái tên là gì nhỉ? Tên là gì? Tên là gì? Việt cái gì? Tí nữa bạn này là bạn Hoàng à? Thu của thằng Việt 10.000 cho tôi. Không tập trung. Thu ghi sổ rồi. Rõ ràng lúc nãy tôi đã hỏi rồi. Tôi bảo là có vấn đề gì thì phải nói ngay. Để còn xuống mà giúp, tôi giúp cho.
có 3 trường hợp mà vẽ như thế. Kiểm tra với một điều kiện làm sao kiểm tra điều kiện nó lớn hơn không hoặc bằng không hoặc là cái gì được. Nhưng mà nếu mà đưa vào code thì cái kiểm tra của em nó sẽ như thế nào? Nhưng mà kiểm tra với điều kiện gì? Em dùng bao nhiêu câu lệnh if? Bao nhiêu? 3. Thế vậy thì phải có 3 cái kiểm tra. Và delta là cái mẹ để tạo mỗi cái biến delta. Không như này ai hiểu được. Viết vào đây là tính delta, hay. Lại và tính delta. Vứt cái và đi, khổ lắm. Nói mãi không được hiểu. Đúng không? Viết cho cái chữ tính delta vào đây là xong. Ta lớn rồi. Nếu thỏa mãn thì sao? Nếu mà nó đúng là lớn hơn không thì sao? Thế cái đoạn tính x1 x2 đâu? Mày không tính là sao mày hiển thị được? Thế xong. Có bạn nào sửa gì không? Nào Việt, sửa. Hả? Lại chuẩn bị mất 20, mất 10.000 nữa này. Nhanh nghe. Không biết thì hỏi được bên cạnh đi. Nếu thằng bên cạnh không biết tiếp thì tôi phạt tiếp nó 10.000 nữa. À, ô hay, ô bơ tôi à? À, sao? Có bạn nào sửa lại hoặc có cách viết khác không? Đây là các bước của bạn ấy, định nghĩa bạn sẽ làm như này. Còn chúng ta thì sẽ làm như thế nào? Nào lên sửa đi. Còn là cách vẽ của mình. Ông ấy. Ừ. Còn là viết cách của mình ra. Bây giờ bên cạnh.
tức là kiểm tra cả ABC như x bằng cái gì? Sao lại tính số a bằng không là sao? Số a là cái số gì? Cái số đầu tiên mình phải nhập số a gì đó. Khi x bằng số c trên số b. Sai. Tại sao mình làm lằng ngoằng thế? Bởi vì kể cả bx bằng c nó cũng là một cái biến thể của ax bình cộng bx cộng c bằng c thôi, đúng không? Chẳng qua nó là biến thể bất định nhân ta để ra được, đúng chưa? Tại sao phải kiểm tra cái trường hợp đấy nữa làm gì? Mọi người đi về chúng ta lại nhá. Đến phần này thì các bạn sẽ đúng này. Phần này thì đúng. Nhưng mà phần dưới thì không đúng. Không hẳn là không đúng, không, nó không phải là cách tối ưu thôi. Chúng ta sẽ vẽ lại hình cái bài này như sau. Đây, chúng ta vẽ lên trên web. Đây, ví dụ như đây, chúng ta sẽ có cái bắt đầu này. Bắt đầu này. Tiếp theo là có cái what the fuck, cái gì đấy? Vứt bớt cái này đi. Rồi. Bắt đầu này. Sau đó đến là nhập dữ liệu gồm ABC. Có nhìn gì không? Này có nhìn không? Đây, lại kéo xuống đây. Nhập dữ liệu xong, chúng ta có gì tiếp? Có gì? Có gì nhỉ? Ép kiểu. Tool này nó cứ đần đần. Ép kiểu. Xong. Rồi. Ép kiểu xong làm gì nữa? Đúng rồi, chúng ta phải tính delta. Tính delta. Tính delta xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra, đúng không? Mà kiểm tra cái gì? Đây là kiểm tra delta lớn hơn 0. Đúng chưa? Đây là kiểm tra delta lớn hơn 0. Nếu mà đúng, trong trường hợp đúng, nếu mà đúng này, đấy, trong trường hợp đúng đúng, tức là nó phải nối từ bên này sang. Ngược lại đâu nhỉ? Đảo chiều mũi tên. Tôi viết ở đây là đúng.
Nhưng mà trong trường hợp đúng thì gì? Tính x1 và x2. Sau đó đến cái gì? Đến hiển thị đúng không? Hiển thị kết quả. Xong. Nếu mà trường hợp là sai thì sao? Nếu trong trường hợp là đây là sai. Thì chúng ta kiểm tra. À nhầm. Sorry các bạn, tôi bị nhầm. Đây trong trường hợp là sai. Cho nó rộng rộng này. Đây là kiểm tra nốt. Delta bằng 0. Được chưa? Nếu trong trường hợp sai thì chúng ta tiếp tục kiểm tra delta bằng 0. Sau đó nếu mà sai nữa rồi. Gì đây? Nếu mà kiểm tra sai này thì chúng ta sẽ có là tính gì nhỉ? Tính x. Sau đó là hiển thị. Đây, có từ đây sang đây. Có từ đây xuống đây. Đây là sai. Đúng chưa? Tiếp theo, chúng ta lại nếu mà sai nốt thì sao? Thì hiển thị kết quả vô nghiệm đúng không? Thì chúng ta sẽ xuống hiển thị kết quả. Và tất cả những cái thằng hiển thị kia sẽ có cái hành động và cái kết thúc. Xong vẽ chéo rồi nhỉ, bọn này bậy bạ. Đây. Thằng ở trên này cũng vậy. Đây, chúng ta thu nhỏ nó hình các bạn. Đây, chúng ta bắt đầu từ cái cục này. Kéo lùi xuống. Vẫn hơi xa. Tool này vẽ hơi đần. Vẫn chưa nhìn thấy. Đây. Rồi, ok, chúng ta tạm thời xem như này nhé. Đây. Đây, đầu tiên là bắt đầu này. Sau đó chúng ta đến nhập dữ liệu này. Ép kiểu này. Tính delta này. Câu lệnh if đầu tiên của chúng ta là phải kiểm tra xem delta nó có lớn hay không.
Nếu mà delta lớn hơn 0 chúng ta tính x1, x2 và hiển thị kết quả của x1, x2. Đúng chưa? Nếu mà trong trường hợp là delta không lớn hơn 0 thì chúng ta lại kiểm tra tiếp là delta nó có bằng 0 hay không. Nếu mà có, đây là có và đây là 0, tức là đúng và sai đấy. Tức là nếu mà delta lớn hơn 0 thì tính x và hiển thị kết quả của x. Nếu mà delta không lớn hơn, à không bằng 0 mà cũng không lớn hơn 0, tương đương với việc delta làm sao? Nhỏ hơn 0, nhỏ hơn chứ, đúng không? Nhỏ hơn 0 thì là hiển thị là vô nghĩa, kết thúc. Đúng là bằng này bước không? Đúng nhỉ? Thì dựa vào cái hình này chúng ta sẽ thực hiện từng bước một như sau. Tôi tạo một cái bài mới. Đây là phương trình bậc 2.html. Thì tôi sẽ đi copy lại cái đoạn là lấy dữ liệu cũng như ép chuỗi này nhá. Bởi vì nó giống nhau thôi mà. Chúng ta có thể script số A, số B, số C và ép kiểu chuỗi về số. Được chưa? Đến đây cái đoạn này thì dễ rồi đúng không? Chúng ta kiểm tra tiếp là kiểm tra xem có tính delta chứ. Tính delta. Delta bằng gì? 3 delta bằng B bình trừ 4AC đúng không? Thì chúng ta có B bình là bằng gì? Số B nhân với số B. Tiếp theo gì? Trừ đi, đóng ở ngoặc, 4 nhân với số A nhân với số C. Thế này chúng ta có delta rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta kiểm tra delta lớn hơn 0 bằng cách là chúng ta thực hiện câu lệnh gì? Câu lệnh gì? If delta mà lớn hơn 0, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh ABC nào đấy trong này. Thì ở đây tôi sẽ viết tiếp là tính x1, đây là tính x2, đây là hiển thị, đúng chưa? Tiếp theo trong trường hợp thứ hai là delta nó không lớn hơn 0, à nó không lớn hơn 0 mà nó bằng 0, thì chúng ta sẽ có câu lệnh là else if delta bằng 0. Hiểu không? Hiểu đoạn này không? Tức là không thỏa mãn điều kiện ở trên mà hiểu thỏa mãn điều kiện ở dưới. Thì thỏa mãn điều kiện ở dưới đây này thì nó sẽ chạy vào đây, đó là chúng ta thực hiện câu lệnh là gì? Tính x và hiển thị, đúng chưa? Trường hợp cuối cùng thì chúng ta lại có else là gì? Hiển thị là vô nghĩa, đúng chưa? Nếu delta lớn hơn 0 thì thực hiện cái này. Nếu không thỏa mãn cái việc delta lớn hơn 0 mà thỏa mãn điều kiện là delta bằng 0 thì thực hiện cái này. Còn nếu không thỏa mãn cả hai điều kiện ở trên thì chúng ta thực hiện cái dưới cùng. Được chưa? Thì chúng ta sẽ code như sau. Chúng ta đã có delta rồi. Trong trường hợp delta lớn không thì x1 bằng gì? Và x1 bằng gì? Gì? Đấy, tôi thấy thằng nào search wiki cơ mà đọc đi xem nào. Trừ b cộng căn delta trên 2a, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ trừ b cộng trừ b à? Trừ số b cộng căn bậc 2 của gì? Tôi không nhớ cái công thức. À, công thức tính phương trình bậc 2. Đâu rồi? Đây, trừ b cộng trừ căn b bình trừ 4ac trên 2a. Rồi. Đây. Chúng ta sẽ có là đóng mở ngoặc trừ số b cộng với đóng mở ngoặc cái nữa. Đó là math.sqrt. Đây là căn của b bình trừ 4ac
thì chúng ta sẽ có số B nhân với trừ B trên căn delta chứ nhỉ. Đúng rồi, đây là cái mát SQRT của delta. Trừ số B cộng với lại căn delta trên thì chúng ta chia cái cục kia chia cho đóng mở ngoặc 2 2 nhân với A là số A. Số A đây là x1. Tiếp theo tính x2 thì chỉ thay mỗi cái trừ số B kia bằng thành số B là xong. À đâu, cộng cái này thành trừ. Đúng không? Và chúng ta có hiển thị alert phương trình có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt alert x1 bằng này cộng với x1 và x2 được chưa? X1 bằng số B cộng với căn bậc 2 của delta trên 2A. Nếu trong trường hợp delta mà bằng 0 thì chúng ta sẽ có va x bằng cái gì? Va x bằng gì? Trừ B trên 2A. Trừ B, trừ số B chia cho 2 nhân với số A. Ở đây chúng ta có alert phương trình có mấy nghiệm? Phương trình có nghiệm kép. Bao gồm x bằng x. Còn cuối cùng là phương trình vô nghiệm. Giờ if, L if và L. À, có cái thiếu ở đây. Bảo sao nó thấy không đổi màu. Rồi. Đâu? Thế nào? À đúng không? Chính xác. Cảm ơn bạn.
Được chưa? Test thử nhá. Không nhá, test thử nha. Nào, tại Nga là cho tôi một số để nó làm dương đi. Dương delta 141 đúng không? 141 delta bằng b bình trừ 4 ac đúng không? Dương đúng không? Hai nghiệm phân biệt x1 bằng trừ 0,267 gì đấy, x2 bằng trừ 3 đúng chưa? Nào cho tôi một cái bằng 0, 121 có bằng 0 b bình 2 nhân 2 x 4 chả bằng 0. 121 phương trình có nghiệm kép trừ 1 đúng chưa? Có đúng không? Trừ 1 hay trừ 1 phần 2? B bình à, x trừ B trên trên 2A hả? À? Dấu trừ nào? Là sao? 4, 5 và trừ 6 à? Hai nghiệm 0,75 và trừ 2 đúng chưa? Còn một cái là 111 thì chắc chắn là fail rồi đúng không? Vô nghiệm. Chuẩn chưa? Đấy, chúng ta làm ấy, chúng ta phải có các cái bước định nghĩa ra. Vẽ xong rồi chúng ta mới bắt đầu là comment vào trong này. Là à, chỗ này ta phải code cái gì, chỗ kia, chỗ phía sau ta phải code cái gì. Được chưa? Được chưa? Không nhỉ? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó là có một cái câu lệnh nữa. Thế vậy chúng ta sẽ phải có câu lệnh nữa ở đây, chúng ta đó là câu lệnh xe nhảy của chúng ta, đó là câu lệnh if if điều kiện 1, nếu thỏa mãn điều kiện 1 thì chạy code ở trong này, else if điều kiện 2, nếu thỏa mãn điều kiện 2 thì chạy code trong này, sau đó là else if điều kiện 3, else if điều kiện n cho đến bao giờ không còn nữa thì thôi, hoặc chúng ta đọc else tức là không thỏa mãn bất kỳ một cái điều kiện nào ở trên thì nó sẽ chạy code ở trong này, được chưa? Đó, đây là cái loại biến thể thứ ba của câu lệnh dễ nhảy, câu lệnh if. Đây là loại thứ ba. Loại thứ nhất đó là if điều kiện như này là xong, nếu thỏa mãn thì chạy ở đây, không thỏa mãn thì chạy dưới, được chưa? Loại thứ hai là if điều kiện else, nếu thỏa mãn điều kiện thì chạy câu lệnh ở trong cặp số ngoặc kép của cái biến if và của câu lệnh if, còn nếu không thỏa mãn điều kiện thì chạy câu lệnh nằm trong cặp số ngoặc kép và ngoặc nhỏ của cái else. Loại thứ ba đó là if thỏa mãn điều kiện 1 thì chạy câu lệnh này, else if tức là nếu không thỏa mãn điều kiện 1 mà thỏa mãn điều kiện 2 thì chạy câu lệnh ở trong này, là else if nếu không thỏa mãn hai điều kiện trên mà thỏa mãn điều kiện thứ ba thì chúng ta lại chạy câu lệnh ở trong này, cho đến bao giờ chúng ta không còn gì nữa thì nó chạy tiếp dưới hoặc là else, tức là không thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào ở phía trên thì nó sẽ chạy vào trong cái else này. Bây giờ đấy là các cái loại câu lệnh sẽ nhảy thường gặp, là một loại nữa yêu cầu chúng ta nhảy để gọi phải sau đấy. Đấy là cái cảm thức
kiểu thức ba ngôi, đọc thức ba ngôi thì đấy sẽ để người khác dạy. Bởi vì bây giờ dạy nó hơi quá sức các bạn. Được chưa? Xong cái này chưa? Rồi, tiếp theo sẽ có bài toán như sau. Bài toán của chúng ta như sau. Nhập 3 số. Để nhập 3 số. Nhớ nhé, nhập 3 số thì số A, số B, số C. Sau đó là tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất. Điểm gì các bạn? Làm đây. Tìm số lớn nhất, tìm số nhỏ nhất trong 3 số. Làm gì có cái điều kiện đấy? Phép so sánh thì là so sánh hai cái đơn vị với nhau, làm gì có so sánh ba đơn vị với nhau? Không còn mà. Nháp ra. Lấy đâu, bỏ đâu, nháp cho tôi. Sau đó lên bảng viết ra, xong rồi mới làm. Chúng ta phải nháp ra. Còn này nó lười. Nháp ra tìm cách để tìm được cái số nhỏ nhất, cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất ở trong ba cái số đấy. Đấy có thể chia thành hai phần khác nhau được. Tìm số lớn nhất trước rồi tìm số nhỏ nhất sau. Bài này cực dễ. Làm nào để tìm được số lớn nhất?
so sánh chúng nó lẫn lộn với nhau. Thôi cũng không cách, chỉ cần hai ít là ra. Hả? Có vẻ đúng. Nào, có bạn nào có giải pháp gì chưa? Nghĩ ra có cách nào khả thi không? Bạn ngồi trong này nè. Có cách nào giải quyết không? Hả? À? Chưa ra, tôi đang bảo nghĩ ra tôi đã bắt đầu cốt đâu. Cắm đầu bóng cổ bóng cốt làm gì biết. Nghĩ giải pháp mà chứ đâu phải là cốt đâu. Dựa vào 3 số, 3 trong 3 tham số, bao trong 3 cái biến. Bây giờ tìm cái biến nào có giá trị lớn nhất. Ờ, ít như nào? Ít của A lớn hơn số B. Rồi, nếu mà đúng thì sao? Tức là kiểm tra thêm A với C nữa. Thì đấy là ra được trường hợp là A lớn nhất. Thế nếu mà B với A mà không thỏa mãn cái điều kiện là A lớn hơn B thì sao? Liên thuyên nó bằng nhau sao? Ừ, tao nhau. Đó, thế biết đi. Đấy là một giải pháp. Mặc dù nó không phải tối ưu nhưng cũng là giải pháp. Chào bạn. Kết quả là gì?
Thế nếu trường hợp B lớn hơn A là? Đúng không? Yên tâm, các con bắt bẻ con trái. Ba số bất kỳ, ba số bất kỳ, có cái gì, có gì mà khó? Có ai có giải pháp khác không? Nào Việt, nhấp nhổ. Nhanh lên, lên viết đi. Nhanh ngô 2. Nếu là giảm mà giải đúng. Còn cái cách giải khác, cái bài này tôi sẽ trừ tiền phạt không đi. Thank you.
Nào, cái gì đây? Sai. Sao mày múa cái gì? Ông múa, ông có giải pháp gì không? Nào. Cách này cũng đúng. Đúng. Nhưng mà không phải có ý. Chúng ta hoàn toàn có giải pháp khác như thế này. Ví dụ với ba số ABC như A, B và C đúng không? Nào tập trung vào đây. Giải pháp của tôi như sau. Tôi tạo thêm một biến. Tạo thêm một biến là biến max. Nó bằng A. Được chưa? Tôi ít. Nếu mà max lớn hơn B. Nếu mà max à phải nhầm, xin lỗi các bạn. Nếu mà max nhỏ hơn B thì max sẽ bằng B luôn. Ít tiếp. Max nhỏ hơn C thì max bằng C luôn, sau đó hiển thị. Hiển thị max. Có dễ hơn không? Làm đi. Dễ hơn thì làm đi. Nhìn gì? Ông bọn này. Xong chưa?
Xong chưa, xong chưa? Bài này mấy nốt nhạc chứ mấy? Gì đấy? Chữ giò à? Nào, chúng ta giải nhá. Có bao nhiêu bạn làm xong rồi nào? Giơ tay nào. 1, 2, 3. Úi dồi ôi. Quá lở. Nào, tìm số mắc trước nhá. Các bạn luyện nhiều vào, luyện tập nhiều vào thì mới lên tay được. Chứ không luyện là không lên nổi đâu, thề. Rồi, chúng ta lấy được số A, số B, số C nhá.
sau đó là tạo biến mắt, đúng cái bước, cái bước kia, đúng chưa? Chúng ta có va max bằng a bằng số a, đúng chưa? Tiếp theo chúng ta if nếu max mà nhỏ hơn c ở nhỏ hơn b số b thì chúng ta tiến hành là gán max bằng gì? Bằng số b luôn, đúng chưa? If tiếp max nhỏ hơn số c thì chúng ta tiến hành max bằng số c luôn, và cuối cùng alert ra số lớn nhất trong ba số bằng là đi là hai chấm cách cộng với max. Thử nhá, thử coi max nào, trừ 100, 5 và 7, đúng chưa? Chúng ta test luôn số âm, trừ 100, trừ 200 và trừ 300. Số lớn nhất là số bao nhiêu? Trừ 100, đúng chưa? Đấy, chúng ta cứ liệt kê ra các bước là chúng ta sẽ làm được hết. Đau. Các bạn làm đi. Sau đó là chúng ta làm tiếp cho tôi phần tìm số nhỏ nhất, tạo một file mới ra, tìm số nhỏ nhất trong ba số. Làm thì khác có tí thôi mà, nhưng mà vẫn cứ phải làm, luyện. Học cái nghề này phải luyện nhiều. Thank you.
Được chưa? Cho bài nữa nhá. Chán luyện chưa? Chán rồi á? Nhưng vẫn phải luyện tiếp. Còn một bài nữa. Những cái logic này nó còn đơn giản chán. Tiếp tục. Tạo file. Tính tổng lớn nhất. Bài này khó hơn. Vẫn là cho ba số A, B, C nhập từ prompt. Nhập từ prompt, được chưa? Sau đó là chúng ta tính tổng. Tính tổng của hai số bất kỳ và tìm ra tổng số lớn nhất và tổng nhỏ nhất của tổ hợp ba số này. Dễ mà. Đây là bài tập 1. Bài tập 2. Bài 1. Bài 2. Cái này các bạn, bài 2 sẽ phải nộp. Còn bài 1 thì buổi sau tôi sẽ check ra được một vài bạn. Bài 2 thì sẽ là vẽ lại flowchart hoặc zero code của các bài tập. Tam giác này, phương trình bậc 2 và tìm min max. Đó. Hả? Bài 2 tôi sẽ có thư mục cho các bạn. Thì các bạn có cái công cụ, có công cụ này này, các bạn vào trang này này. Sketchbot.me. Sketchbot.me. Trang này trang dùng free. Các bạn có thể vào đấy để vẽ. Nếu mà trong trường hợp các bạn dùng flowchart, còn nếu mà dùng serial code thì các bạn dùng Word cũng được. Tôi sẽ có thư mục cho các bạn nộp bài lên. Được chưa? Đấy, làm bài này. Và làm bài này. Làm đi. Còn nhiều đây mới chỉ là những bài tập basic với XL thôi. Chúng ta còn vòng lặp, rồi còn mạng, những các thứ kiểu còn nhiều hơn. Rồi chuỗi cực kỳ nhiều. Tha hồ làm. Luyện nhiều thì chúng ta mới có cái tư duy logic tốt.
Thank you.